Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đội mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ qua đi, nay được đền đáp, vàng xuân chói lóa, vận trình được quý nhân trợ lực, người thân giúp sức, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhận nhiều vận may bất ngờ, đổi đời như ý. Tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, được dự báo, bản mệnh có một tháng đầu năm mới, thuận buồm xuôi gió, gặt hái nhiều thành công. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024 thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may để có niềm tin, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Và tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, có vận trình thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn, nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu sang chạm nóc. Tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, thuộc mệnh kim, hải trung kim, vàng dưới biển. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 cho tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Về tài lộc, nhờ có tinh thần nhẫn nhịn, biết vượt lên nghịch cảnh, sẽ giúp vận tài chính của bạn được đảm bảo. Người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, phù hợp với giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Nếu như xuất hành, làm ăn, hùn hạp hay thực hiện những công việc quan trọng thì nên tiến hành vào những ngày giờ nói trên, chẳng những mang lại nhiều sự may mắn mà có được sự thành công trong bất kỳ việc gì, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Giáp Tý là người học nhiều, thành công ít, được trước mất sau, tâm tính nóng nảy, thuở nhỏ gặp họa, phải cậy nhờ cha mẹ, phiền lụy đến anh em cốt nhục, con cái tai ách. Giáp Tý có thể coi là mệnh lanh lợi, thông minh giỏi giang. Những người này duy tâm trong suy nghĩ, mạnh mẽ trong lời nói, hành động và cực kỳ tình cảm. Họ có thể che đậy cảm xúc của mình bằng cách luôn tỏ ra là một người hạnh phúc và quyến rũ. Trong thực tế, họ rất dễ bị xúc động, dẫn đến ghen tuông, giận dữ, ích kỷ và sở hữu. Cái nhìn của họ dựa trên những gì giác quan cảm nhận được. Họ yêu tiền nhưng sẽ không tích trữ và chẳng ngần ngại bỏ ra nếu có thể thu được chất lượng và giá trị tốt. Họ biết cách đầu tư một cách khôn ngoan, họ sẽ không lãng mạn như chuột loại khác nhưng có thể đầy nhục cảm mà vẫn giữ được phẩm hạnh. Giáp Tý thích gây ấn tượng. Ngôi nhà của họ sẽ được trang hoàng lộng lẫy trong khả năng tài chính của họ. Giáp Tý yêu kịch và yêu thích các thứ cổ điển. Họ cũng có tinh thần thể dục thể thao. Nếu họ có thể kiềm chế xu hướng thống lĩnh của mình, họ sẽ thành công trong việc đưa mình trở nên nổi tiếng và được mọi người yêu mến. Về cơ bản, họ là con chuột sẽ tiến lên bằng cách thâm nhập vào vòng những người có ảnh hưởng. Giáp Tý là những người sống nội tâm, ít chia sẻ, thổ lộ, khép kín. Vì điều này nên người xung quanh họ không hiểu nhiều về nội tâm và suy nghĩ của họ. Nếu như bạn được Giáp Tý kể về cuộc sống, công việc, tâm tư của họ thì bạn phải tự hào vì mình là người được họ rất tin cậy. Và như vậy, bạn nên xứng đáng với niềm tin tưởng của họ, đừng nên làm điều gì khiến họ xa lánh và không chia sẻ bao giờ nữa. Người tuổi Giáp Tý thường suy nghĩ, lo lắng và làm mọi việc về bản thân họ. Họ cho rằng lo cho mình rồi mới lo cho người khác, nếu như họ còn khả năng,
cách tư duy và làm việc này, người ngoài cho rằng hơi ích kỷ. Nhưng thực tế họ suy nghĩ vậy là thực tế, khi không lo được cho bản thân mà phải nhờ vào người khác thì không thể giúp đỡ người khác gì cả. Khí kim bản chất ngưng tụ, nay lại chìm sâu trong đáy biển, nên thế giới riêng của họ dường như biệt lập so với nhiều người khác, nhưng thực tế họ ưa mọi sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, không thích ồn ào, thị phi. Giáp Tý bản chất nghĩa khí, giữ chữ tín. Họ ít khi hứa xong bỏ đó, nếu đã hứa với bạn chắc chắn họ sẽ cố gắng thực hiện. Trong lúc làm ăn hay việc chi trả tiền nong kinh tế họ thường rất sòng phẳng, thích chia đều, công bằng, không muốn chiếm phần lợi ích của ai và cũng không hề muốn ai phải chịu thiệt thòi. Tùy duyên, ứng biến theo hoàn cảnh cụ thể là đặc điểm của Giáp Tý. Giáp Tý cũng luôn ý thức về cái tôi cá nhân, họ thích khẳng định mình, thi thố tài năng, bởi cuộc sống luôn có người thế này, người thế khác, nếu tất cả đều giống nhau tất cuộc sống thiếu hương vị, sắc màu biết bao. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Giáp Tý, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Giáp Tý 1984 thấy rằng, những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Giáp Tý 1984, đầu tháng sự nghiệp thịnh vượng, bạn có quý nhân chính ấn che chở, mang tới trí thông minh tuyệt đỉnh, là người coi trọng danh dự, vinh hoa, nên tầm này người tuổi Giáp Tý 1984 khá chú trọng trong việc chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Có thể thấy ham muốn về quyền lực tăng cao, khiến bạn làm việc tích cực hơn, bình thường vào khoảng thời gian cuối tháng. Sự nghiệp gặp rắc rối với trưởng bối cấp trên có tuổi hoặc do chuyện trong nhà mâu thuẫn, khiến bạn mang cả phiền não vào trong công việc. Chính tài vốn mang ý nghĩa là những gì liên quan mật thiết nhất đến chúng ta, nên khi nó gặp khắc chế người tuổi Giáp Tý 1984, cần lưu ý ngay đến chăm sóc vấn đề sát sườn mình, ví như người thân, họ hàng, gây rắc rối. Những người có căn nhà quay mặt về hướng đông sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nhất bạch tham lang. Ngự hướng đông kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng sáng tạo khi làm việc. Về phương diện tài lộc, tuổi Giáp Tý, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo lá số tử vi của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tháng 1 âm lịch năm 2024 cho thấy bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu, nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 tuổi Giáp Tý 1984, tháng đầu năm mới được coi là nửa hung nửa cát, khi mà đầu tháng chính ấn lâm vượng, ngụ ý nhiều chuyện thuận lợi cho sự nghiệp. Cuối tháng chính tài lâm hãm địa, nhiều chuyện tiền bạc khá bất lợi, dịch mã là động tinh xuất hiện, dù đầu tháng có thuận thì bạn cũng sẽ phải vất vả mới về đích được. Giáp Tý tháng này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, nên không tránh khỏi sầu não, bạn nên tận hưởng niềm vui từ sự cho đi. Đầu tháng vận tài lộc của người tuổi Giáp Tý 1984 chịu ảnh hưởng từ chính ấn vượng địa, tuy nhiên tinh thần của chính ấn sẽ giúp bạn nhiều hơn là năng lực hành động, bởi tinh thần nhẫn nhịn biết vượt lên nghịch cảnh sẽ giúp vận tài chính của bạn được đảm bảo nhờ công việc thường ngày. Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 tháng 1 âm lịch, cuối tháng về mặt tiền bạc thì đây là điềm báo bất lợi liên quan đến điền sản, tài sản cố định, phúc lộc. Khi nó gặp khắc chế thì người tuổi Giáp Tý 1984 nên lưu ý tính cách, tính trước ngó sau, coi trọng được mất, sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng tổn thất lớn, tính cách keo kiệt lại lười lao động sẽ không đem lại lợi ích tiền bạc nào cho bạn. Với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam hoặc phòng ngủ ở hướng này thì cần tránh đi chơi khuya hay đến những nơi xa lạ hay những nơi có nhiều âm khí. Ngôi sao thất xích phá quân, ngự tại đây cũng mang tới sự phản bội trong công việc và tài chính. Bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh và sạch sẽ. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2024 tuổi Giáp Tý 1984, đầu năm mới được coi là nửa hung nửa cát, khi mà đầu tháng chính ấn lâm vượng, ngụ ý nhiều chuyện thuận lợi cho sự nghiệp. Cuối tháng chính tài lâm hãm địa, nhiều chuyện tiền bạc khá bất lợi, dịch mã là động tinh xuất hiện, dù đầu tháng có thuận thì bạn cũng sẽ phải vất vả mới về đích được. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Giáp Tý, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024.
Người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, là người trọng tình trọng nghĩa, việc gì cũng nghĩ cho người khác, nên áp lực trong cảm xúc là rất lớn. Nếu bạn không học cách san sẻ, hoặc ít nhất nên chia sẻ với ai đó bên cạnh, thì vận tình cảm của bạn sẽ chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Tử vi tháng 1 âm lịch về cuối tháng thì chính tài gây ra nhiều rắc rối cho vận tình cảm của bạn. Bản tính thận trọng, quá bảo thủ nên người độc thân khó tìm được nửa kia phù hợp. Người có gia đình thì an phận thủ thường nhưng lại mang chiều hướng tiêu cực nên bạn khó mà mở lòng với người kia. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Tý, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Vận trình sức khỏe của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 trong tháng 1 âm lịch 2024 cho thấy. Tháng này rơi vào tiết lập xuân và vũ thủy, sức khỏe của người này sẽ chịu sự chi phối của đầu xuân mới. Lúc này khí hậu bắt đầu có chút khô nóng, nên bạn cần ăn những thực phẩm có lợi cho gan, phổi, ví dụ như là chế độ ăn ngọt sẽ có lợi cho phổi và cổ họng. Không chỉ như vậy, bạn còn cần hạn chế đồ ăn lạnh, sẽ gây bất lợi cho tỳ vị của bạn. Trong tháng 1 âm lịch này, những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng Đông Nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây. Khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm, gây ra sự tương xung, bất lợi, các bạn không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 1 âm lịch để mệnh chủ tuổi Giáp Tý có những kế hoạch phát triển phù hợp. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Giáp Tý, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy, tuổi Giáp Tý được dự báo sẽ là một trong những con giáp may mắn tuần này. Những ngày này chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường, sự nghiệp nhảy vọt, phú quý tự nhiên tăng lên. Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã đạt được một vài thành công bước đầu, công việc đang tiến triển khá tốt nếu cứ tiếp tục đà này. Thời gian tới bạn còn có thể đón một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đón nhiều điều bất ngờ trong đó thì sẽ nhanh chóng giàu có. Tuy nhiên, những thành tích đó có thể khiến bạn trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hãy chú ý hơn với cách hành xử của mình, nếu không bạn sẽ làm mất lòng nhiều người xung quanh, tự gây rắc rối cho bản thân. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, bạn tìm ra hướng đi mới nên dễ dàng thu hút thêm một lượng khách hàng mới tới với mình. Dù có thể hơi vất vả, song bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh vào tay. Trên phương diện tình cảm, tuổi Giáp Tý sẽ thích trêu chọc hay giận dỗi nửa kia để được chiều chuộng. Vậy nhưng khi việc này thái quá và không đúng lúc thì có thể gây ra tác dụng ngược. Do đó bản mệnh nên quan sát một chút, kẻo gây ra hiểu nhầm không hay trong cách giao tiếp giữa hai người. Quý nhân, thân, tuất, tiểu nhân, mão, ngọ, màu sắc may mắn, trắng, vàng. Tử vi tuần 2, tuổi Giáp Tý, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trong tuần này, người tuổi Giáp Tý sẽ có những cú bứt phá rõ ràng, gặt hái không ít thành tựu bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Tuy vẫn còn gặp phải một vài khó khăn và thách thức, song điều đó không khiến con giáp này nản lòng thoái chí. Nhờ trí thông minh và bản lĩnh của mình mà bản mệnh vẫn hoàn thành và có thể vươn lên, thậm chí trải qua thách thức, bạn còn khám phá thêm được khía cạnh chưa từng biết đến của bản thân. Không chỉ công việc, tình hình tài chính cũng có điểm sáng, nhất là vào thời điểm cuối tuần, bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, nên đồng tiền nhanh chóng chảy vào túi, thậm chí bạn còn được nhận tiền bằng những trò chơi thử thách vận may, điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Con giáp này cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang đến, mối quan hệ lứa đôi ngày càng bền chặt hơn. Bạn luôn được người ấy chăm sóc và quan tâm đến từng phương diện, khi gặp khó khăn đối phương cũng sẵn sàng ở bên để truyền động lực cho bạn. Tuy nhiên, hung tinh cũng nhắc nhở bạn chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong giai đoạn bận rộn này. Nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi kiệt sức, có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cần phải gác hết công việc lại ngay để đi khám chữa bệnh ngay lập tức. Trong tuần này có những thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bản mệnh tuổi Giáp Tý rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng đừng có bi quan vì những khó khăn trước mắt sẽ qua đi sớm thôi. Tình cảm trục trặc tương đối lên cao, do cô thần tìm đến, nửa kia mang đến cho bạn nhiều buồn phiền và những việc đau đầu. Lúc này bản mệnh cần nghiêm túc suy nghĩ về tương lai xem người ấy có thực sự phù hợp với mình hay không. Tình yêu tươi đẹp nhưng trách nhiệm trong tình yêu thì không dễ chút nào. Quý nhân, thìn, hợi, tiểu nhân, mão, tỵ, màu sắc may mắn, đen, vàng. Tử vi tuần 3, tuổi Giáp Tý,
tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi tuần mới, tuần thứ 3 này, vận trình của người tuổi Giáp Tý là một trong những con giáp may mắn, đón nhận nhiều cơ hội để thăng tiến. Trong công việc mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên. Với những ai đã có nền tảng tốt, họ có thể nhanh chóng vượt qua những thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu đã định. Vận khí khởi sắc giúp cho người tuổi Giáp Tý gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng, cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ. Muôn việc đủ cả chỉ thiếu gió đông, đó mới là phương hướng đúng đắn để tận dụng tốt vận may trong tuần này. Chính sự thành công trong công việc giúp đường tài lộc của bạn cũng rộng mở. Người tuổi Giáp Tý sở hữu sự nhạy bén, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ tới bất ngờ. Theo thời gian bản mệnh có thể tích lũy những thành tựu đáng ngưỡng mộ, lưu ý nên biết chi tiêu vừa phải, không vì thu nhập gia tăng nhanh mà lãng phí tiền bạc, dễ tiêu hao vận tài lộc. Thêm vào đó tuần này sức khỏe không được tốt, cơ thể yếu nhược ốm đau, bệnh tật, nếu có bệnh thì bản mệnh nên đi khám sớm, tránh trường hợp bệnh quá lâu sẽ khó chữa trị, vấn đề này nhất định không được chủ quan. Ở phương diện tình cảm, bạn cũng không nên quá mong đợi, có thể bản mệnh tuổi Giáp Tý gặp gỡ được một vài đối tượng khác giới, nhưng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ. Các cặp đôi nên quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng nhau thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh mỗi người một suy nghĩ, không biết nói cùng ai. Quý nhân, Dần, Thân, Tiểu nhân, Ngọ, Mùi, màu sắc may mắn, trắng, xám. Tử vi tuần 4, tuổi Giáp Tý, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, người tuổi Giáp Tý cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với những căng thẳng trong cuộc sống. Dù bạn đã ở vị trí vững chắc lại thêm sự táo bạo mà thương quan mang tới. Nhưng cũng chính thương quan gây ra thị phi, rắc rối, bị người khác nhòm ngó, bản mệnh tính cách mạnh mẽ thận trọng, biết cách xử lý mọi việc theo chiều hướng tích cực. Nhưng gặp quan tinh nóng này, có chút cậy quyền cậy thế, nên không tránh khỏi sự lôi thôi, bản mệnh tập trung cho sự nghiệp, vận trình tài lộc ở mức độ trung bình, không quá xấu. Quan hệ xã giao gặp thực thần cứu vãn một chút cho tuổi này, bạn có thể tận dụng sự quen biết giới thiệu từ bạn bè để bắt mối với những người có lợi cho công việc, giúp bạn giải quyết những rắc rối, đừng từ chối bất cứ cơ hội nào, bởi biết đâu đó sẽ là bàn đạp để bản mệnh tiến xa hơn nữa. Sức khỏe vẫn ổn, nhưng có dấu hiệu của bệnh cảm cúm, viêm họng, sốt virus, không nên chủ quan cho rằng bệnh sẽ tự khỏi khi thấy không khỏe. Bạn cần ngay lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho phù hợp và tốt nhất là nên tới thăm khám bác sĩ để nhận được sự tư vấn chính xác, tránh mua thuốc tự uống. Quý nhân, Sửu, Thìn, Tiểu nhân, Mùi, Dậu, màu sắc may mắn, vàng, xanh lam. Thưa quý anh chị tuổi Giáp Tý 1984 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Giáp Tý nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Giáp Tý, đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Giáp Tý nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh dữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Giáp Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Mậu Thân 1968, tốt, Kỷ Dậu 1969, tốt, Bính Thìn 1976, khá, Tân Sửu 1961, khá, Giáp Tý 1960, khá, Giáp Thân 1944, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Kỷ Mão 1999, khá, Bính Tuất 1946, trung bình.
Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Giáp Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Ất Tỵ 1965, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Canh Dần 1950, xấu, Mậu Tý 1948, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Bính Ngọ 1966, xấu, Đinh Mùi 1967, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Quý Sửu 1973, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ khi giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt.
ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, sau đây là 6 dấu hiệu chứng tỏ bạn sắp giàu có, người tuổi Giáp Tý nên biết sớm, giàu sớm. Đừng than phiền vì bản thân chưa kiếm được nhiều tiền, bởi không có ngã rẽ nào trong cuộc đời này là sai, vì ở đâu bạn cũng có thể học hỏi được nhiều điều. Trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ, ai trong chúng ta cũng có lúc gặp phải những hoài nghi. Chúng ta không chắc rằng mình có đang đi đúng hướng hay không. Hoài nghi khiến ta dè dặt không biết mình nên làm gì tiếp theo, nhưng hoài nghi cũng có nghĩa rằng bạn thực sự cẩn trọng và mong muốn kết quả tốt nhất cho hành trình của bạn. Ngay cả những huyền thoại và tỷ phú cũng từng có những khoảnh khắc như thế. Do đó, nếu vẫn còn băn khoăn, sau đây là các dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng trên con đường sự nghiệp và sự giàu có đang sắp bủa vây. Thứ nhất là không chạy theo xu hướng đám đông. Thay vì cứ chạy theo những điều viển vông, bản thân bạn cần biết mình muốn gì và tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ trước mắt để đạt được chúng. Sự khôn ngoan bình thường chỉ đem lại những kết quả bình thường. Chạy theo đám đông, dù là rất thịnh hành hay là một cơ hội tốt, chỉ là công thức của sự tầm thường. Những người thành công vang dội có thói quen làm những việc người khác sẽ không làm. Họ đến những nơi người khác sẽ không đến vì ở đó có ít cạnh tranh và nhiều cơ hội để thành công. Thứ hai là coi trọng là thời gian và ngừng suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc. Những người hướng đến mục tiêu tự do tài chính nhận thức rõ giá trị của thời gian, biết nên và không nên làm gì để khai thác hiệu quả nhất thời gian mình có và sẵn sàng trả phí cho những việc không quan trọng làm lãng phí thời gian của họ. Họ luôn cố gắng sáng tạo cách để rút ngắn thời gian hoàn thành công việc để có nhiều thời gian hơn cho những việc mình muốn. Và việc làm những gì yêu thích là cách chúng ta sử dụng thời gian và năng lượng một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, thành công không còn là trò chơi có tổng bằng không đối với bạn, bởi cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi và chia đều cho tất cả mọi người. Người thành công là những người biết nắm bắt cơ hội. Thành công của người khác không còn khiến bạn ghen tị. Một triệu phú vừa mua căn biệt thự mới hay giành được hợp đồng trị giá 150 triệu đô la Mỹ cũng không khiến bạn bận tâm, mà ngược lại điều đó chỉ khiến bạn tin rằng những người đầy tham vọng và làm việc chăm chỉ như bạn sẽ gặt hái được thành công và kiếm nhiều tiền hơn nữa mà thôi. Khi tâm trí bạn có sự thay đổi, chuyển từ lo lắng về việc không có đủ tiền sang có niềm tin rằng bạn sẽ kiếm được số tiền bạn muốn, đó chính là dấu hiệu bạn đang trên con đường thành công. Thứ ba là sử dụng tiền như một sự chia sẻ. Việc giúp đỡ được người khác luôn đem đến những cảm giác tuyệt vời. Điều này khiến chúng ta cảm thấy mình là một phần có ích của xã hội, mình đã có khả năng để làm điều gì đó cho người khác, mình đã cho đi yêu thương và làm cho thế giới thêm phần ấm áp. Chúng ta có thể không phải là những người giàu có đóng góp hàng tỷ đồng cho việc từ thiện, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp đỡ người khác trong khả năng mình có thể, cho dù đó chỉ là những điều nhỏ mà thôi. Thứ tư là nhận thức được tâm lý tài chính của bản thân. Kiếm tiền là một chuyện, tiêu và quản lý chúng sao cho hợp lý là chuyện khác. Do đó, hãy đầu tư đúng cách để tiền sản sinh ra tiền thay vì để chúng bị thâm hụt theo thời gian. Dù hướng đến bất kỳ mục tiêu nào, chìa khóa luôn nằm ở bản thân chủ quan của mỗi người. Đối với mục tiêu tự do tài chính cũng vậy, chìa khóa cần có là phải hiểu được cách suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta đầu tư, chi tiêu và tiết kiệm tiền như thế nào. Hầu hết chúng ta sẽ khó khăn để đưa ra những quyết định chính xác khi bị ảnh hưởng bởi những tác động bên trong hoặc bên ngoài. Chính vì điều đó, mỗi chúng ta cần hiểu được tâm lý tài chính của bản thân, hiểu được mình cần gì, mình muốn gì và chi tiêu cho những vấn đề đó là đáng hay không đáng, cần thiết hay vô ích. Có những người dành cả tiền lương một tháng vất vả của mình để chạy theo mỗi đời iPhone mới ra.
Còn bạn cảm thấy chiếc điện thoại của mình vẫn đủ tốt và chưa thực sự cần thiết bỏ một con số chục triệu để thay đổi điện thoại liên tục như vậy. Nhiều người mong muốn theo đuổi thời trang thời thượng sẽ dành nhiều tiền và thời gian để tìm kiếm những món đồ đắt đỏ, trong khi bạn cảm thấy được ở bên con cái, đọc sách và nấu ăn là vui vẻ. Cách chúng ta cảm nhận thế giới sẽ quyết định cách chúng ta tư duy tài chính. Việc nắm bắt được tư duy tài chính của bản thân là cơ sở hoạch định kế hoạch tự do tài chính, khiến con đường cách ly khỏi đồng tiền không còn xa. Thứ năm là bạn có niềm tin và luôn lạc quan. Luôn giữ suy nghĩ bản thân có thể đạt được mục tiêu của mình thì cơ hội đến sẽ rộng mở hơn, đó thực sự là điều kỳ diệu. Tin vào điều chưa được nhìn thấy là một dấu hiệu rất lớn của thành công. Khi bạn nghĩ về tương lai, xung quanh bạn sẽ có một nguồn năng lượng tích cực nói rằng tôi sẽ làm được. Bạn có thể không biết chính xác khi nào bạn sẽ thành công, nhưng bạn chắc chắn rằng đó là vấn đề thời gian. Niềm tin hay sự chắc chắn đến từ việc bạn có một kế hoạch vững chắc. Đó là khi bạn biết mục tiêu của mình, cách bạn sẽ đạt được chúng và cách bạn sẽ đối phó nếu mọi thứ đi xuống, đồng thời đưa ra những quyết định sáng suốt. Thứ sáu là biết chăm sóc bản thân. Từ bỏ những hoạt động không tốt ngăn cản bạn làm việc hiệu quả hướng đến một tương lai tươi sáng là một bước đi đầy sức mạnh. Từ bỏ việc hút thuốc, ăn uống không điều độ hay ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, không tập thể dục thường xuyên, sẽ mang lại nguồn sức mạnh to lớn cho bạn, giúp bạn thực hiện nhiều điều có ý nghĩa trong cuộc sống. Vâng, quý anh chị tuổi Giáp Tý thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.